Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay thì tôi làm một cái video vào buổi sáng, sáng ngày thứ 6, thay vì một cái video rất là cập nhật, thay vì một video vào buổi tối để mà đăng tin và truyền tải với các bạn những cái tin tức cập nhật mới nhất về tình hình thị trường, đặc biệt là sau bài phát biểu của Fed ngày hôm qua. Thì đối với bài phát biểu của Fed ngày hôm qua đã khiến cho các lớp tài sản nó ảnh hưởng tương đối là mạnh, đặc biệt là sự tăng rất là nhanh của các chỉ số chứng khoán Mỹ, đó là Dow Jones này. Sau đó là các bạn sẽ thấy rằng là Nasdaq, S&P 500 tăng rất mạnh, nhưng sau đó thì cuối phiên thì bị chốt lời. Và chúng ta cũng thấy rằng là giá vàng ngay sau bài phát biểu của Fed đã có một cái pha tăng rất là ngoạn mục, nhưng sau đó thì cũng bị thị trường chốt lời rất là nhanh ha. Các bạn nhìn cái biến động ngày hôm qua trên khi nói chuyện với các bạn thì tôi đang nhìn vào cái biểu đồ ngày hôm qua. Thì biểu đồ ngày hôm qua của giá vàng, các bạn nhìn giá vàng ngày hôm qua thì có những lúc là tăng lên 1970 đô một ounce, và sau đó thì có lúc thì bị giảm xuống chỉ còn là 1913 đô một ounce, và hiện nay thì đang giao dịch kết phiên thì 1928, hiện nay đang giao dịch ở 1929 một đô một ounce. Và tại sao lại có những cái sự ảnh hưởng lớn như vậy, và những cái giá vàng và thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ ra làm sao, thì chúng ta hãy cùng theo dõi cái video này để chúng ta cùng biết. Và tôi cập nhật với các bạn rất là nhanh vào buổi sáng ngày hôm nay trước giờ giao dịch. Và cái điểm tin này, thay vì điểm tin về mặt text, thì tôi sẽ điểm tin cho các bạn bằng video để chúng ta có thể tương tác với nhau tốt hơn và nghe những chia sẻ của tôi nó được rõ ràng hơn. Điều đầu tiên thì ngày hôm qua có một sự thay đổi rất lớn và rất hot, rất nóng bỏng, đó là quan điểm của Fed về lạm phát thì có thể giữ cái mức lãi suất thấp trong một thời gian rất dài. Và đây thực sự là một tín hiệu rất là tốt cho thị trường chứng khoán, và đây là một cái liều doping và khẳng định với các bạn một điều, đấy là thị trường chứng khoán mặc dù hiện nay đang ở cái ngưỡng rất cao trong lịch sử, nó là một cái thị trường mà gần như là insane, tức là đáng xấu hổ về mặt định giá. Thế nhưng về quan điểm của Fed cho rằng là Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp sẽ khiến cho tiền rẻ và vốn tiếp tục chảy ra các thị trường tài chính, thị trường bất động sản, và tiếp tục sẽ đẩy cái giá nhà ở Mỹ, giá bất động sản trên thế giới nói chung và thị trường chứng khoán còn ở mức cao nữa. Dĩ nhiên thì không thể thiếu được cái quan điểm của tôi về vàng, về những kim loại quý. Và khi in tiền ở mức độ gần như không giới hạn, thì khi tức là anh giữ lãi suất ở mức thấp, anh chưa hứa là sẽ mua thêm tài sản, tức là chưa mua các cái trái phiếu của các doanh nghiệp hay thêm trái phiếu chính phủ để bơm tiền nền kinh tế. Nhưng nội cái việc là anh giữ mức lãi suất ở mức thấp, với đặc thù của kinh tế Mỹ đó là thâm hụt thương mại triền miên, thì bây giờ đến cái phần mà liên quan đến cái đầu tư nước ngoài vào Mỹ đó, nó cũng sẽ khiến cho cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ nó bị hạn chế đi. Bởi vì anh chỉ hỗ trợ được xuất khẩu, nhưng để anh làm giảm được cái thâm hụt thương mại. Thế nhưng mà khi mà xem xét chênh lệch về arbitrage, tức là cái xin lỗi các bạn là carry trade, thì giữa hai cái đồng tiền á, thì đồng tiền Mỹ và gần như tất cả các đồng tiền khác đều có cái mức lãi suất nó rất là ở mức thấp, từ 0 đến 0,25%. Đây là mức không khuyến khích những cái đồng tiền khác đem tiền gửi vào Mỹ hay là mua trái phiếu chính phủ Mỹ, bởi vì bây giờ cái bond yield 10 năm của Mỹ nó cũng ở mức rất thấp. Và mình không nói rằng là nó gần như bây giờ mình nắm bond yield của Mỹ là không có lợi nhuận gì trong vòng, gần như không có lợi nhuận trong vòng 10 năm. Với kỳ hạn 5 năm thì còn thảm hại hơn, 3 năm, 2 năm còn thảm hại hơn nữa. Do đó thì đồng tiền sẽ phải tìm những cái hướng khác để sinh lợi. Có thể đó là vàng, có thể đó là Bitcoin, hay có thể đó là bất cứ một cái tài sản đặc biệt nào khác. Và cũng một phần nữa đó là bất động sản hay chứng khoán. Tại sao Fed lại từ bỏ những cái chính sách của mình như vậy? Bởi vì theo bà, theo một cái người đăng tải, tôi rất hay đọc tin, là bài của nhà kinh tế là Ron Insana. Và Fed đã từ bỏ cái đường cong Phillips. Đây là cái đường cong Phillips là cái gì? Với cái bài phát biểu của ông Powell ngày hôm qua ở Jackson Hole, thì ông đã bỏ cái chế độ gần như là cái lý thuyết của một nhà kinh tế học, nó gọi là ông gọi là William Phillips,
hay còn gọi cái lý thuyết nổi tiếng của ông đó là Phillips Curve, tức là đường cong Phillips. Và đường cong Phillips là gì? Là một cái nghiên cứu của ông William Phillips, là một nhà kinh tế học người Anh. Nhà kinh tế học người Anh thì đã nghiên cứu là đã có một cái tỷ lệ nghịch, tức là có một cái sự tỷ lệ nghịch tương quan rất là chặt chẽ giữa tỷ lệ thất nghiệp và cái lạm phát cao. Ông nói rằng là khi mà tỷ lệ thất nghiệp thấp, khi tỷ lệ thất nghiệp thấp thì cái lạm phát sẽ được đẩy lên cao, bởi vì lúc đó thì xu hướng của người dân sẽ sử dụng tiền để chi tiêu. Và tức là khi mà người dân thất nghiệp thấp, tức là người ta có thu nhập. Mà các bạn biết rồi, các bạn xem video nền kinh tế vận hành như thế nào của tôi rồi thì đều biết rằng là khi chi tiêu của người này là thu nhập của người khác, thì khi mà cái unemployment rate, tức là cái tỷ lệ thất nghiệp thấp á, sẽ khuyến khích người ta có nhiều mức lương hơn, người ta chi nhiều hơn, và từ đó tăng tổng cầu của xã hội, và dẫn đến đó là giá cả của mặt hàng gia tăng và lạm phát gia tăng. Do đó thì giữa cái tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát nó có một cái gọi là inversion, correlation, tức là một cái inverse relationship, một cái tỷ lệ nghịch về tương quan giữa tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát. Lạm phát cao thì tỷ lệ thất nghiệp thấp, và tỷ lệ thất nghiệp cao thì lạm phát thấp, đó là tình trạng deflation, giảm phát. Và thực tế ra thì William Phillips đã thực hiện cái nghiên cứu này tại nền kinh tế Anh suốt từ năm 1961 đến năm 1957, 1861 đến 1957, và thấy được một điều rằng là cái tỷ lệ mà gia tăng giữa cái inverse relationship between giữa cái unemployment rate, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát, nó là một cái điều mà rất là chặt chẽ. Và chính điều này là lý thuyết nền tảng của tất cả những chủ tịch Fed trước đây đã sử dụng để mà điều tiết nền kinh tế. Và không phải là chủ tịch Fed trước đây nữa, mà ngay chính trong phát biểu của ông Powell, từ khi ông lên cầm gọi là cái chức chủ tịch Fed đến giờ, thì đều ông đều nói đến hai mục tiêu quan trọng của Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ, hay còn gọi là chủ tịch nó gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay còn gọi là Trung ương Ngân hàng Trung ương đi. Thì nó thực chất là một ngân hàng trung ương mà. Nó cái nhiệm vụ chính của Fed đó là duy trì cái tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, và đồng thời là giữ cái lạm phát ở cái mức gọi là tối ưu là khoảng 2%. Thế thì đây là một cái bước biến chuyển rất là quan trọng của Fed trong tư duy điều hành về chính sách tiền tệ của một cái ngân hàng trung ương lớn nhất trên thế giới, hay là một cái cục dự trữ liên bang lớn nhất thế giới. Thì đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và thực sự là chính vì cái điều này, nó nói rằng là ông Powell đó, ông đã theo đuổi một cái chính sách bồ câu hơn. Và ông nói rằng là ok, trong thời gian tới, nôm na các bạn đọc thế như này này, trong thời gian tới thì các bạn sẽ chứng kiến rằng lạm phát cao, nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn rất, ông giàng trước với thị trường thôi, là do cái đại dịch nó xảy ra thì chúng mày khả năng là sẽ chứng kiến một cái việc là chúng ta giữ cái mức lãi suất ở mức thấp trong một thời gian dài, và điều này thúc đẩy một số các cái giá sản phẩm, commodities, hàng hóa, hay là giá của vàng, hay tất cả những giá hàng hóa khác, và đẩy lạm phát lên mức cao, ví dụ như dầu, ví dụ như là vàng. Mà chúng ta giữ cái mức lãi suất thấp như vậy, tiền vẫn in như vậy, thì cái lạm phát nó sẽ cao lên. Trong khi đó thì chúng mày sẽ thấy rằng là tỷ lệ thất nghiệp thì nó gần như không cải thiện đáng kể, và ông phải giáng trước như vậy trong một vài năm tới. Và ông nói như vậy, nói như vậy để thấy rằng là lý thuyết của William Phillips nó sẽ không còn đúng, đặc biệt không phải đúng không đúng mà rất đúng, nhưng mà nó trong điều kiện bình thường. Còn điều kiện bình thường mới là cái điều kiện mà khi mà Covid và đại dịch nó xảy ra, nó gây tắc nghẽn của nền kinh tế trong vòng từ giờ đến hết 2021, khi mà có vaccine nó đi vào hoạt động, và đặc biệt đến 2022 khi vaccine có thể tiêm được hết tất cả mọi người, và cái đại dịch nó biến mất, hoặc là nó không còn cái gì ghê gớm nữa, nó chỉ là cúm mùa thôi, thí dụ như thế, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ quay trở lại là cái lý thuyết của William Phillips, đó là lạm phát thấp, lạm phát cao và cái tỷ lệ thất nghiệp thấp. Thế còn bây giờ trong thời gian tới, khi mà lãi suất của Fed ở mức rất thấp nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn rất cao và lạm phát cũng rất cao, thành thử ra là ông Powell ngày hôm qua ông phát biểu như vậy là nhằm mục đích để biện hộ. Tôi thì tôi lọc cái thông tin theo cái đầu của tôi thôi, tôi chả theo cái chuyên gia kinh tế hay là những bài phát biểu chính tắc, bởi vì những ở trường học người ta sẽ không dạy các bạn như vậy. Tôi nghĩ rằng là
Khi mà chúng ta học về tài chính, đầu tư tài chính thì chúng ta nên có được một cái quan điểm của tôi, có thể đúng có thể sai nha các bạn nhé. Nhưng mà đúng sai là tùy thuộc vào cái bộ lọc thông tin của các bạn. Và quan điểm của tôi là quan điểm của Thái Phạm. Và dĩ nhiên quan điểm này nó chả phải là quan điểm chính tắc, chính thống từ giáo sư nghiên cứu, nhà kinh tế học gì cả. Nó là một người tham gia thị trường và theo dõi thị trường tài chính Mỹ, hay là theo dõi cái thị trường tài chính nói chung trong thời gian rất dài và nghiên cứu về vĩ mô. Thì quan điểm của tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ một tổ chức nào. Thì tôi cứ nói những cái gì diễn nôm. Và khi đọc về tài chính thì có một cái thứ rất quan trọng, nó gọi là listen between the lines hay read between the lines. Tức là mình đọc và học hiểu cái ý. Thì mình thấy rằng là cái ông này khi ông phát biểu như vậy, điều đó có hai ý nghĩa. Một là ông sẽ giữ cái lãi suất trong thấp trong một thời gian dài. Cái thứ hai, ông sẽ cảnh báo lạm phát sẽ quay trở lại trong thời gian nữa tới, tức là lạm phát nó sẽ cao trở lại. Trong khi đó thứ ba nữa, đó là thất nghiệp sẽ vẫn ở cái mức cao. Các bạn đọc và các bạn hiểu như thế, và ông biện hộ trước cho chính bản thân mình và cái chính sách điều hành của mình. Đó là gì? Là các bạn sẽ thấy rằng lạm phát trung bình hay lạm phát, ông gọi những cái thuật ngữ thế thôi để che mắt. Nhưng mà để mà nói với lại bản dân thiên hạ rằng là chúng mày sẽ chứng kiến thấy đó là lạm phát ở mức cao này, thất nghiệp vẫn cao này, và đồng thời là cái tỷ lệ gọi là lãi suất của tao nó vẫn là mức rất thấp, và trái phiếu chính phủ của chúng ta rất thấp, và chúng ta tiếp tục in tiền cho nền kinh tế. Thì đây là điều mà nó sẽ vi phạm cái Phillips Curve, nó vi phạm cái gọi là cái luật hay là cái quy tắc của ông cái William Phillips, người nhà kinh tế học người Anh nổi tiếng. Và cái đường cong Phillips là thứ rất là hoàn hảo để điều khiển nền kinh tế trong thời bình, trong thời diễn ra bình thường. Và thực sự với các bạn rằng là nó có một cái điều rất là hay về cái Phillips Curve này, bởi vì là thời điểm mà khi mà áp dụng về điều tiết nền kinh tế theo chính sách tài chính, nghe nói hơi dài một chút, theo cái đường cong Phillips ở trên thế giới, thì không chỉ là Fed đâu, mà Ngân hàng Trung ương Châu Âu này, EU, ECB, rồi Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng của Hàn Quốc, hay là Úc Châu, hay của Ấn Độ, hay bất cứ một ngân hàng nào ở Mỹ Latin để áp dụng ấy. Thì thời điểm mà khi William Phillips nghiên cứu cái này thì áp dụng vào nền kinh tế, thì tất cả những cái công đoàn nó bị sụp đổ, công đoàn bảo vệ người lao động bị sụp đổ, mức lương bị giảm sút. Và thực sự với các bạn là có một điều đặc biệt nữa, đó là cái toàn cầu hóa nó được thúc đẩy, nó dẫn đến là cái giá của lao động cũng như là giá cả của hàng hóa, tiếng Anh nó gọi là cost of goods sold và cost of service, COGS và COS, nó giảm xuống, nó dẫn đến là cái tỷ lệ thất nghiệp nó ở mức tương đối, nhưng cái lạm phát cũng không tăng cao. Là bởi vì sao? Bởi vì cái giá cả sản xuất hàng hóa, giá cả sản xuất mặt hàng nó ở mức thấp, dẫn đến giá bán nó cũng không tăng. Và người tư bản, thương mại mại bản, và cái người mại bản người ta có được cái lợi nhuận rồi, cho nên người ta không cần tăng giá bán. Và người ta bán theo toàn cầu hóa, nó bán được rất nhiều các thị trường, cho nên bán một số lượng lớn và thu được lợi nhuận rất là khủng. Đặc biệt ở thị trường 1 tỷ tư dân, đó thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ Latin, rồi thị trường Châu Phi, thị trường của Đông Nam Á người ta khai phá. Thì đấy là các bạn thấy ra một điều là nó sẽ không có mức correlation, tức là cái sự tương, gọi là tương quan, và trong thống kê học nó gọi là cái sự tương quan tuyệt đối giữa cái tỷ lệ thất nghiệp và cái tỷ lệ lạm phát ở mức cao các bạn ha. Và đương nhiên là Fed sẽ tiếp tục in tiền. Đấy, tôi thì tôi hiểu một cách đơn giản như thế, tiếp tục in tiền rất là mạnh ra nền kinh tế. Và tất cả những cái thuật ngữ mà ông Jerome Powell sử dụng, chẳng hạn như là đồng ý với chính sách mục tiêu lạm phát trung bình vừa phải trên 2% trong một thời gian dài, rồi tuyên bố các mục tiêu dài hạn và chính sách tiền tệ này nọ, tất cả những cái thứ đấy diễn nôm ra được hiểu là ba cái ý mà tôi cứ lặp đi lặp lại là gì? Chúng mày, toàn bộ tất cả nhà đầu tư và những thằng cha mà tổng thống hay là cái gì đó và các doanh nghiệp, chúng mày sẽ thấy lạm phát thời gian tới tăng lên. Cái thứ hai nữa là chúng ta, trong khi lãi suất ở mức thấp và tỷ lệ thất nghiệp ở vẫn mức cao, chúng mày chuẩn bị trước tinh thần đi. Và điều này là một điều rất tuyệt vời. Cái ảnh hưởng của nó là gì? Điều này ảnh hưởng rất tuyệt vời đến nền kinh tế. Và nền kinh tế vì sao rất tuyệt vời? Bởi vì người làm chủ doanh nghiệp thì có khả năng vay được tiền với lãi suất thấp và tiếp tục đem ra đầu tư làm ăn. Và chúng ta sẽ thấy là tôi hay dùng cái từ gọi là bữa tiệc miễn phí, gọi là free lunch, vẫn tiếp tục dành cho các doanh nghiệp và những nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên
trong thời gian tới sau bầu cử tổng thống Mỹ thì chắc chắn là chứng khoán toàn cầu nó sẽ không chảy nhiều về Mỹ nữa. Bởi vì cái lợi suất trái phiếu Mỹ, thực ra cái thị trường cổ phiếu nó đã khủng khiếp, nhưng thị trường trái phiếu của nó mới là kinh khủng. Cái thị trường trái phiếu theo thống kê không chính thức thì nó lớn gấp 3 lần, thậm chí gấp 4 lần so với thị trường cổ phiếu. Các bạn có thể nghiên cứu. Thì khi mà cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó ở mức thấp như thế thì dẫn là cái dòng tiền, cái capital flow nó không chảy vào trái phiếu của Mỹ. Thì bây giờ buộc phải chảy đi đâu? Nó phải chảy vào những cái trái phiếu của những cái đất nước mà có tỷ lệ gọi là yield nó lớn hơn, là cái nhất. Cái thứ hai là những cái tài sản mà quý như vàng, kim cương hay bất cứ một cái tài sản nào mà nó hơn lớn, nó sinh lợi. Và thứ ba nữa là về thị trường chứng khoán. Thì bây giờ nước Mỹ nó muốn thu hút được, thay vì thu hút vào trái phiếu thì bây giờ muốn thu hút được thêm dòng tiền gọi là thặng dư về vốn ấy. Thặng dư về vốn chảy vào Mỹ thì nó phải đẩy thị trường chứng khoán lên cao nữa. Nhưng mà cái nền tảng thời gian tới sẽ rất khó. Nếu như mà ông Joe Biden ông thắng cử, ông sẽ làm một cái điều đó là cái corporate bond, cái corporate tax nó sẽ bị tăng lên khoảng 9%. Cái gọi là cái thuế về thu nhập doanh nghiệp của Mỹ sẽ tăng lên 9% và làm cho các định giá nó đang trên trời rồi nó càng vô lý hơn nữa đối với lại các doanh nghiệp và các cái công ty hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là nhóm FANG stock. Và chúng ta cũng thấy một điều đấy là thặng dư thương mại của Mỹ thì sẽ thâm hụt muôn đời với Trung Quốc và tất cả thị trường như EU hay thị trường Đông Nam Á. Thậm chí đối với Việt Nam là một nhà quốc gia xuất khẩu về Mỹ cũng top khoảng độ tầm 15 này bây giờ rồi đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái bữa ăn miễn phí mà tốt cho thị trường chứng khoán, tốt cho các cái doanh nghiệp của Mỹ đem tiền đi đầu tư. Và thị trường chứng khoán nó vẫn là cái thị trường rất là thu hút, nhưng thị trường Mỹ có thể sẽ không còn thu hút bằng thị trường các quốc gia mới nổi. Và đây là cơ hội rất tuyệt vời của Việt Nam, bởi vì sau năm 2020, kể cả nó ông Biden hay ông Trump trúng cử, thì nếu như Fed một cách độc lập với lại cái chính sách của Mỹ, chính sách của thủ tổng thống, mặc dù thì nó độc lập thôi nhưng mà nó có bị ràng buộc rất là lớn bởi những cái mối quan hệ với lại bộ tài chính Mỹ. Và tôi cũng chưa biết là tân bộ tài chính Mỹ có là ai, có thể tiếp tục là ông Steven Mnuchin với cái chính sách hiện nay trọng về thương mại và đặc biệt liên quan đến đấu tranh với thương mại của Trung Quốc, hay là một cái ông A bờ cờ nào đó. Tôi chưa biết cái chính sách của ông như thế nào. Mặc dù có thể nói là Fed tương đối độc lập nhưng nó vẫn có mối liên hệ với lại bộ tài chính trong việc kiểm soát cái chỉ số đồng bạc xanh gọi là dollar index. Thì dollar index hiện nay các bạn thấy ở mức 9293. Trong thời gian tới tôi nghĩ rằng với cái phát biểu này của Fed và với cái đồ thị mà tôi đang nhìn thấy thì có thể các bạn sẽ nhìn thấy rằng dollar index sẽ tiếp tục đi xuống vùng 8x trong thời gian dài, trong thời gian tới. Thì mình như thế thôi, mình nói như vậy. Và đây là một cơ hội rất tốt cho thị trường chứng khoán, mà thị trường chứng khoán mới nổi sau năm 2020-2021 trở đi nó sẽ là thị trường được hưởng lợi, bởi vì Fed vẫn tiếp tục bơm tiền, ngân hàng trung ương các nước tiếp tục bơm tiền, đặc biệt là với cái đại dịch nó xảy ra thì người ta sẽ tiếp tục bơm tiền để cứu cái nền kinh tế, cứu việc làm. Và cái quan điểm của Fed chẳng hạn những cái tuyên bố về mức lạm phát trung bình là cái gọi là mị dân thôi, để nói những cái câu từ nó, tôi không thích sử dụng những cái câu từ thuật ngữ terminology theo kiểu gây khó hiểu, và nó chưa có trong tiền lệ. Tôi thích diễn nôm nó, tôi thích đưa những cái khái niệm phức tạp trở thành những khái niệm rất là căn bản để tất cả mọi người có thể hiểu được là cái bản chất thực sự của nó là cái gì, cái bản chất của tư bản đằng sau của nó là gì. Túm lại là ông bơm tiền giữ mức lãi suất thấp, đúng không? Nếu là như vậy là ok. Cái thứ hai là lạm phát sẽ ở mức cao hơn, đúng không? Thứ ba thất nghiệp vẫn cao, thế tôi hiểu như vậy, đơn giản thế đấy. Và chứ không phải là so sánh với những gì mà ông Paul Volcker chủ tịch Fed cách đây 40 năm đã tăng lãi suất gây ra tranh cãi giảm phát vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một quan điểm thừa nhận rằng, một cách thừa nhận của Fed rằng là cái đường cong Phillips nó không còn hoạt động hiệu quả trong cái bối cảnh cái đại dịch nó diễn biến phức tạp. Cái thứ hai nó thể hiện một điều implication nữa là cần thời gian để cho đường cong Phillips quay trở lại hoạt động hiệu quả. Cái điều thứ ba nữa đó là nó thể hiện cái sự gần như không phải là bất lực, nhưng mà nó thể hiện một cái điều mà gần như là Fed không thể làm được gì hơn với tỷ lệ thất nghiệp hiện tại, do một cái gọi là cái sự kiện xảy ra mà không nằm trong ý muốn và dự kiến. Fed không nói gì về cái chính sách định nới lỏng định lượng và tiếp tục mua các tài sản vào, chưa hứa hẹn gì. Nhưng nếu như Thượng viện Mỹ tiếp tục đồng ý và tung ra một gói hỗ trợ khoảng 1.000 tỷ đô nữa hay là 3.000 tỷ như Đảng Dân Chủ đã hứa và trước thềm bầu cử, thế thì
nó có thể là một cú mà sẽ đẩy cái khối tài sản của Fed. Đó, khối tài sản hiện nay của Fed đã lên 7.000 tỷ đô la rồi. Thì có thể lên đến 8.000 tỷ hoặc là lên đến 10.000 tỷ. Mà nếu như thế thì sẽ mất cả một thập kỷ để giải quyết cái vấn đề lộn xộn này. Cho nên tôi thích nói những cái điều mà nó đơn giản dễ hiểu để các bạn hiểu được là ở cái Fed phát biểu như vậy thì nó liên quan gì đến chứng khoán. Túm lại, đó là gì? Lạm phát sẽ cao. Lãi suất sẽ tiếp tục thấp trong một thời gian dài, có thể là vài ba năm. Trước đây là nói là đến hết 2022, đúng không? Thì bây giờ có thể là khả năng là hết 2023. Và tùy. Nói thế nhưng sau này khi nó thay đổi lại cái một, chả biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi lạm phát nó tăng rất cao. Thứ ba, thất nghiệp vẫn ở mức cao cho đến khi mà cái Covid-19 nó qua đi và có vaccine. Đấy, thì là những cái điều mà chúng ta sẽ phải chứng kiến trong thời gian tới. Và nó tốt cho thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán chung, toàn cầu. Nó có tốt thị trường chứng khoán Mỹ hay không thì đó là do nhà hoạch định chính sách của Mỹ, bởi vì mọi thứ của Mỹ bây giờ insane về mặt valuation, về định giá. Nó có thể sẽ chảy ra những cái quốc gia khác phát triển hơn. Và đây là một cơ hội của Việt Nam, đặc biệt là cơ hội của các nước thị trường mới nổi. Sau này tôi sẽ review các thị trường mới nổi sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà Mỹ nó đang bị định giá rất cao như vậy, mà nó sẽ đi theo quan điểm của Mark Faber. Tôi thì rất là thích quan điểm của Mark Faber và thích quan điểm của Howard Marks, tôi đọc khá là nhiều. Cho nên là thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt, chẳng hạn như cho như bán khống, rồi chúng ta cho giao dịch trong ngày, rồi cho luân chuyển vốn tự do, thì khả năng chúng ta sẽ nâng hạng sau 2022 là rất cao. Đấy, chúng ta sẽ còn có chứng kiến cơn sóng rất là tốt của thị trường. Và đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời để các bạn bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán, đọc sách về chứng khoán và nghiên cứu rất sâu, bởi vì chúng ta sẽ có cơ hội kiếm tiền. Đấy là điều tốt cho thị trường chứng khoán. Còn thị trường vàng thì sao? Thực sự thị trường vàng thì ngày hôm qua đấy, tôi nói với các bạn là nó có một cái đợt mà tăng giảm rất là điên khùng như vậy về thị trường vàng, nhưng nó không có gì là phức tạp để hiểu cái chuyện này cả. Bởi vì ngày hôm qua là ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai, gọi là Gold Futures Contract, vào ngày 27 tháng 8. Hôm trước tôi nói là đáo hạn vào ngày 20, thì nó không phải, trước đến một tuần. Mà các bạn sẽ có thể search Google thì nó là ngày đáo hạn tương lai. Thì khi mà có quan điểm Fed tiếp tục duy trì lạm phát ở mức cao và bơm tiền ra, thì vàng ngay lập tức phản ứng tăng 1,68% và tăng lên mức 1971 đô một ounce. Nhưng sau đó thì vì đáo hạn thì giống như phái sinh của Việt Nam, các nhà cái nó phải quét lệnh xuống và nó gây ra cái sự thua lỗ rất là kinh khủng của những cái người mà trading dựa trên tin tức. Và nó mới nói rằng là ở tin thì đã ra rồi, nó phản ánh rồi, nhưng mọi thứ này kia các kiểu. Nhưng thực sự là những cái nền tảng của giá vàng ấy, tôi vẫn nói với các bạn, nền tảng giá vàng trong dài hạn nó vẫn còn ở đó và nó không gì thay đổi cả. Tôi không quan điểm gì sai về giá vàng. Và tôi đúng hay sai thì để tôi mất tiền thôi. Các bạn có thể tham khảo tôi, các bạn có thể nghe hoặc các bạn không nghe, đấy là tùy các bạn. Và đấy là ấm vào thân các bạn hoặc là tốt cho các bạn, chứ không có vấn đề gì. Nhìn thì tôi vẫn nói rằng là ở vùng là 1841, 1941 thì đó là cái vùng mà điều chỉnh gần nhất của giá vàng. Và giá vàng đang tích lũy ở trong cái range 1913 cho đến 1950 đô. Thì cái vùng đấy là vùng tích lũy. Và chúng ta nhìn cái đồ thị Ichimoku, Kinko, Hayo chart và đồ thị nến hiện nay thì giá vàng đang tích lũy và biến động giá rất chặt chẽ ở cái vùng này. Và dự kiến không xa đâu, cho đến khoảng độ tầm mùng 10 tháng 9, trễ nhất là 15 tháng 9, nó sẽ có những cái phản ứng đối với giá vàng. Tôi thì tôi dự báo như thế. Và tôi, Thái Phạm, có thể dự báo sai bét nhè. Trong ngắn hạn thì chả ai nói được dự báo giá vàng giống như tung đồng xu. Nhưng mà tôi nói với các bạn đấy, tôi chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà khả năng giữa tháng 9 nó sẽ có những cái điều chỉnh của giá vàng. Và tôi thì tôi thích vàng vật chất, tôi không thích cái vàng trên tài khoản. Bởi vì vàng tài khoản thì rất là khó đoán. Vì sao? Bởi vì đến ngày hôm qua có nhiều người cháy, bởi vì một mức biến động là 170 bip chiều lên và khoảng 170 bip chiều xuống, tức là nó là khoảng 340 bip thì có thể là gây sự cháy tài khoản và stop loss của rất nhiều những thanh niên chơi trên các sàn giao dịch. Tôi thì không, khi nào mà có xu hướng thì tôi chơi, chứ còn bây giờ đang ở cái vùng này trading in range, giao dịch trong một cái phạm vi thì tôi sẽ không có quá nhiều sự hứng thú, bởi vì tôi không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Thì những đuôi nến ở vùng 1913, những đuôi nến này nó đang hình thành một ngưỡng support rất tốt và giá vàng sẽ có biến đổi vào khoảng nửa cuối. Nó dùng nếu mà từ mùng 10 đến 15 nó gọi là nửa đầu nửa cuối. Let's say ở giữa đi. Giữa tháng 9 nó sẽ có những biến đổi và những cái mà ảnh hưởng đến giá vàng nó vẫn là thứ trong dài hạn. Nó vẫn là thứ trong dài hạn.
lạm phát ở mức cao, đấy là thức ăn rất tốt cho giá vàng, sẽ lên ở mức cao, giá dầu sẽ tăng trở lại. Đương nhiên khi Covid bị khống chế thì vàng dầu sẽ tăng trở lại, chứ không thể nào mà như hiện nay được. Đấy là điều mà chúng ta sẽ phải thấy. Cái thứ hai đó là bởi vì máy bay thương mại nó hoạt động thì cái nhu xe ô tô đi nhiều hơn thì giá dầu nó phải lên. Lên thì có thể nó sẽ không lên mạnh mẽ đâu, nhưng nó lên mức 50 mấy đô, 60 đô một thùng là cao rồi, đúng không? Thì lạm phát sẽ quay trở lại. Tiền in ra, dân có nhiều tiền đi mua hàng, sản xuất ít đi thì nó phải gia tăng giá, đấy là lạm phát. Nó thất nghiệp nhiều. Đấy, thất nghiệp nhiều. Và khi mà cái đại dịch nó qua đi thì thất nghiệp nó ít trở lại thì rất nhiều người có thu nhập nhiều hơn, lạm phát lại tiếp tục bị ảnh hưởng. Đấy là cái điều mà rất tốt cho giá vàng. In tiền nhiều, lạm phát cao sẽ là thứ kích thích giá vàng tăng trưởng. Và giá vàng chỉ cần đợi một thứ nữa. Bất cứ một cái sự xung đột nào, bất cứ một sự biến động nào ở trên thế giới, dù nó là Trung Đông hay là Trung Quốc, Mỹ, hay bất cứ một xung đột nào lớn giữa các quốc gia, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt. Bởi vì những điều kiện cơ bản của nó, lạm phát, là in tiền, tiền nhiều. Bên tiền thì thực ra chúng ta nói rằng là vàng tăng là bởi vì mày in tiền nhiều, cái tiền đô la mày nhiều, vàng thì là tiền của ai? Tiền của Chúa. Còn đô thì là tiền của ai? Tiền của chính phủ in. In nhiều thì cái tương quan giữa hàng và tiền thôi. Tiền anh nhiều thì người ta phải định giá theo đô thì nó phải tăng lên, chứ còn gì đâu. Nó vẫn yếu tố căn bản như vậy. Và cái đám mây to ở phía trước nó sẽ hút giá vàng vào đấy và sẽ nảy lên. Và điều đó là điều mà tôi dự báo. Và Thái Phạm có thể đúng, có thể sai bất nhỉ. Nhưng mà đấy là quan điểm, tôi sai thì tôi chịu trách nhiệm với tiền của tôi. Còn các bạn, nếu các bạn nghe tôi thì cũng được, mà không nghe tôi thì tự chịu trách nhiệm với quan điểm của chính mình. Chứ đừng có mua xong rồi lỗ đổ lại cho tôi. Thì thường là may mắn một điều là những người mua theo tôi thì đã lời khá là nhiều. Đặc biệt là những người mà học trò tôi thì phần lớn là mọi người mua ở giá 49 thì 48, 49. Trước đó thì tôi mua 1350, giá 37, 38 không nói. Tôi thích vầng vật chất, và một số anh chị thì chốt lời khá là nhiều. Học trò tôi ở bên công phu chứng khoán thì chốt lời mức khá nhiều, mức 60, xong mua lại ở mức là 51 triệu, 750 gì đấy. Một người chia sẻ tôi thấy rất là vui. Và bây giờ thì tôi nói rằng khi spread chênh lệch giữa giá mua giá bán ở thị trường Việt Nam nó đang ở mức 1 triệu mốt thì nó khá là dễ chịu, so với mức spread chênh lệch giữa mua bán là khoảng 4 triệu. Thì cái điều này là cái điều mà có thể thúc đẩy các bạn tích trữ làm 1-2 chỉ dành cho con cái của mình. Tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp, bởi vì nó rất khó để giảm, bởi vì tất cả chính phủ các nước đang in tiền với một mức độ in tiền rất lớn. Khi đang nói chuyện với các bạn thì nó luôn luôn có một lực cầu rất mạnh ở cái vùng 1910, và nó tạo những dấu nến rất là mạnh, tích lũy rất chặt chẽ về nền giá. Bây giờ chỉ cần có một cái cớ vào khoảng từ mùng 10 đến 15 tháng 9, tôi cũng chả biết được cái cớ gì, nhưng mà lúc đó sẽ là lúc mà chúng ta sẽ thấy giá vàng sẽ có những phản ứng. Và tôi rất hạnh phúc với lại quyết định là một nhà đầu tư tài chính. Thì thực sự là chúng ta sẽ đợi ngày đời nợi sau, nhưng mà thực sự là một ngày đầu tư tài chính khi mà có trend, có tiền tiếp tục bơm và tín dụng biết tiếp tục bơm. Thì nói thật với các bạn là tôi rất hạnh phúc với cái quyết định hiện nay của Fed. Bởi vì việc mà Fed tiếp tục để một cái chính sách tiền tệ lãi suất thấp như thế trong một thời gian tương đối dài nữa, để gia tăng cái tỷ lệ mà thất nghiệp, không phải, là tăng cái tỷ lệ có việc làm của người dân Mỹ lên, và chấp nhận mức lạm phát cao hơn trong một thời gian dài để mà mọi người khôi phục lại công việc, đấy là một điều hạnh phúc đối với tôi. Và điều đó nó sẽ nói rằng là cái dòng vốn toàn cầu nó sẽ còn chảy, nó sẽ không còn chảy vào Mỹ nhiều nữa, thì nó sẽ chảy vào các thị trường mới nổi. Và trong đó thì những cái thị trường Việt Nam là thị trường cận biên nó cũng sẽ hưởng sái một phần nào. Và đó là một điều hạnh phúc đối với lại cái tiểu vận 5 năm của Việt Nam và một cái đại vận. Hy vọng là chúng ta với những cái chính sách quyết liệt của chính phủ trong việc thúc đẩy đầu tư công, rồi chúng ta chính sách duy trì cái mức lạm phát ở mức hợp lý, tiết kiệm mức thấp như hiện tại, sẽ khôi phục lại sản xuất và khôi phục lại cái đà tăng trưởng. Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu nào sẽ được ảnh hưởng từ những cái chuyện này, thì tôi nghĩ là toàn thị trường. Tại thời điểm hiện nay, ngày hôm nay, tôi sẽ còn một cái video vào ngày tối ngày Chủ nhật để nói về nhận định của tôi về thị trường chứng khoán trong tuần tới. Tôi sẽ nói về các mã cổ phiếu, nhưng mà thị trường nó đi khá là đúng với lại cái nhận định của tôi hồi tối Chủ nhật tuần vừa rồi. Đó là FPT đã tăng 33%, rồi nhóm các cái ngành tài chính cũng rất tăng mạnh, nhóm xuất khẩu gỗ, rồi đạm, phân bón, thủy điện đều tăng. Thì tôi nghĩ rằng là một số các cái mã mà vốn hóa lớn thì sẽ phải nghỉ chân một chút, bởi vì bây giờ chúng ta tiến tới cái vùng
877, 878 rồi 880 điểm là vùng kháng cự. Thế nhưng mà những cái nhóm vốn hóa nhỏ, nhóm penny được hưởng lợi từ EV, hiệp định EVFTA, rồi những nhóm penny khác sẽ có thể thu hút dòng tiền trong ngắn hạn để chuyển dịch từ cái lợi nhuận của các dòng vốn hóa lớn. Và trước khi chúng ta sẽ có những cái mức đột phá trong tuần tới, có thể là mức đột phá trong tuần tới trên thị trường vốn hóa lớn. Và Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ của Thái Phạm trong một cái điểm tin nhanh để phản ứng trước những cái thông tin về Fed, những chính sách về Fed thực ra chẳng thay đổi cái gì cả, chẳng qua là một lời giải thích của Fed thôi ha. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong mục điểm tin của ngày 28 tháng 8, rất nhanh như vậy bằng video. Và hy vọng là chúc các bạn một ngày xanh gì ở tài khoản của mình. Và giá vàng nó vẫn thế thôi, tôi rất lạc quan về giá vàng, tôi yêu vàng, còn các bạn thì sao? Xin chào và xin hẹn lại các bạn trong một chủ đề tiếp theo, đó là 8 giờ tối chủ nhật tuần này, để nói về cái nhận định của tôi về thị trường vàng và thị trường chứng khoán tuần sau nữa. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại.